Sau anh xin chào cả nhà. Hôm nay em vừa về với cái nồi cơm của hãng Tiger, một cái dòng nồi VIP 1 lít các bác nhé. Tiger cao tần áp suất. Đấy, nồi nấu cơm cháy đỉnh cao của hãng Tiger. Đấy. Em để mã số 1 nhé. Trước này em bán 2,6 triệu. Bảo hành 1 năm, chưa phí vận chuyển, chưa biến áp các bác nhé. Cái nồi Tiger này thì nó được sản xuất luôn ở Nhật các bạn. Năm sản xuất 2013. Đây là cái dòng nồi mà nói là VIP nhất của hãng, thời điểm nó sản xuất cao cấp nhất, cao tuần hút chân không. Răng nhiếc này của nó ngon nhất. Áp suất 2 bi, nấu cơm cháy cực ngon ạ. Lòng nồi rất mới các bác nhé. Nồi đẹp không tí vết luôn này. Xoong gang rất là dày, quá dày luôn. Bác nào có nhu cầu lấy nồi alo các bác nhé. Đây là chế độ để bấm nấu này, tắt này. Đây là hẹn giờ các bác nhé. Nhiều chế độ nấu nhanh, nấu chậm, rồi nấu cháo các kiểu trên này. Đây. Mời 2,6 triệu các bác nhé.